Thế nếu là phần tự luận nhá thì còn phần trắc nghiệm nó vẫn có một đôi câu đấy, nó vẫn có một số câu. Thế tuy nhiên thì cái phần này nó rất quan trọng, bởi vì phần này nó liên quan trực tiếp đến cái phần chuyên đề khóa luận của các bạn làm. Nếu như các bạn làm về kiểm toán một cái chu trình nào đấy khóa luận ấy, mà thông thường là đề của chuyên đề khóa luận của kiểm toán thì nó chỉ có là một chu trình, một kiểm toán một cái khoản mục nào đấy hoặc là kiểm soát nội bộ. Thì nếu như kiểm toán một khoản mục nào đấy thì cái phần kiểm soát chất lượng này là một phần không hề nhỏ trong phần cơ sở lý luận của các bạn, chắc chắn là phải có kiểm soát chất lượng về thực tế và cả về cơ sở lý luận. Thế vậy thì như thế nào là kiểm soát chất lượng? Thì trước hết các bạn phải hiểu như thế nào là chất lượng. Ví dụ cho tí cũng xem lại đứa nào chat cái gì, đứa nào cần gì cứ nói luôn. Trung Anh à? Cô thích vắng Vâng. à? Vâng Ok. ạ. Rồi tiếp. Vậy thì chất lượng là gì? Ví dụ như các bạn đi ăn một cái quán ăn, đi ăn ở một quán ăn đúng không ạ? Chất lượng của nó được đo bằng cái gì? Chất lượng của nó sẽ đo bằng là các bạn có thấy nó ăn ngon hay không? Nhân viên nó có phục vụ tốt hay không? Đúng không? Và cơ sở vật chất của quán ăn trông nó có sạch sẽ hay không? Thì tất cả những cái đấy ấy, thực ra nó gọi là cái mức độ thỏa mãn của bạn đối với cái dịch vụ của hàng ăn đó. Bạn là đối tượng sử dụng cái dịch vụ của cái hàng ăn đấy, và mức độ thỏa mãn của bạn thì nó được đánh giá, nó được coi như là chất lượng của cái hàng ăn đấy, đúng không ạ? Thế thì ở đây tương tự như thế, đối với cả kiểm toán cũng thế, chúng ta sẽ xem là cái đối tượng sử dụng cái kết quả kiểm toán là ai. Cần địa chỉ của nhà mình Để làm gì? để lấy chiếc quà con ấy. À thì mẹ sẽ nhắn cho cô. Tao hỏi mẹ nhắn cho cô sao? Cho cô No. Okay, Vietnamese. Rồi, quay trở lại nhá. Vậy thì đối tượng sử dụng, sorry các bạn một chút xíu nó hơi lộn xộn. Vậy thì đối tượng sử dụng cái thông tin kiểm toán là ai? À, cái kết quả của kiểm toán là ai? Thứ nhất, chắc chắn phải là đơn vị được kiểm toán, đúng không ạ? Thứ hai, đó là ý kiến và cái báo cáo kiểm toán ấy, thì nó sẽ là những người sử dụng kết quả, những người sử dụng thông tin để đưa ra quyết định kinh tế của mình. Ví dụ như là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, ví dụ như là ngân hàng, họ sẽ xem báo cáo kiểm toán để đánh giá tình hình tài chính của công ty đó, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà cái kết quả kiểm toán ấy họ không tin cậy, họ thấy rằng nó không đáng tin cậy và không khách quan, thì họ sẽ rằng không thỏa mãn với cái ý kiến kiểm toán đấy, mà như vậy người ta nói rằng chất lượng không tốt. Ví dụ nhá, ví dụ như cái trường hợp của gỗ Trường Thành cách đây rất là lâu rồi, cũng khá là lâu đúng không ạ? Nếu một công ty kiểm toán local firm, nếu như các bạn bây giờ các bạn tìm hiểu thì nó chắc là nó vẫn còn ở trên mạng, vì cái trường hợp đấy nó cũng gọi là một vấn đề, nó là trường hợp hot. Thì anh không có hàng tồn kho. À, anh có, anh sorry các bạn, anh có một số lượng hàng tồn kho tương đối là lớn gỗ chứ mà có tài chính, nhưng mà không biết vì lý do gì mà kiểm toán viên ở công ty đấy họ không đi kiểm kê, và không đi kiểm kê nhưng họ vẫn để là đồng ý và đối với cả cái lượng hàng tồn kho đấy. Thì đến khi đến cái năm mà earn and ấy, EY họ vào, cô nhớ là như thế, họ kiểm toán và họ kiểm kê thì thấy rằng là bay luôn, bay mất hút luôn, không có một tí nào gọi là hàng tồn kho của gỗ, của chứng gỗ Trường Thành cả đó. Thì cái đấy nó làm, tất nhiên là năm đấy thì cái kiểm toán viên phụ trách đấy thì họ cũng đã bị là mất chứng chỉ, không phải mất mà họ bị cấm hành nghề chứng chỉ, họ cấm hành nghề kiểm toán trong vòng mấy năm ấy đó. Thì cái đấy nó sẽ làm giảm uy tín đúng không ạ, nó sẽ làm mức độ như vậy, thì nó sẽ thấy rằng là cái chất lượng, cái mức độ thỏa mãn của người sử dụng thông tin, và họ thấy rằng là cái thông tin mà cái ý kiến của kiểm toán đối với công ty local firm đấy nó là không đáng tin cậy, đúng không ạ? Và khi không đáng tin cậy thì họ đánh giá chất lượng không tốt, đánh giá cả công ty luôn. Đấy nó cũng rất là ảnh hưởng. Thế thì ở đây các bạn lưu ý cho cô là nó sẽ có hai
Đối tượng cần sử dụng, thứ nhất đó là đơn vị được kiểm toán, và thứ hai đó là các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán. Bí thư tập quá là cái này nữa. Họ có thỏa mãn cái tính, họ có thỏa mãn về tính khách quan, về độ tin cậy hay không. Còn đơn vị được kiểm toán, tức là trong quá trình các bạn kiểm toán và họ thấy rằng cái giá trị mà các bạn mang lại, rất là nhiều giá trị mà các bạn mang lại cho họ, thì có theo đúng kỳ vọng của họ là nâng cao cái hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh với cái giá phí hợp lý không nhá. Phí đắt quá cũng không được. Đấy, thì cái vấn đề đấy nó là cái vấn đề chất lượng, nó là cái vấn đề lĩnh vực kiểm toán. Tuy nhiên, trong mỗi lĩnh vực thì cái việc kiểm soát chất lượng nó sẽ là khác nhau. Bây giờ anh thấy rằng là một cái nhóm kiểm toán có rất là nhiều người, mà bên rất rất nhiều người khác nhau, mỗi người là ở một cái năng lực và trình độ khác nhau, mỗi người có một đặc điểm tính cách khác nhau, có thể kiểm soát được cái chất lượng của hoạt động kiểm toán mà họ thực hiện. Thế nên họ đã đưa ra một cái quy trình chung, một cái những cái chung và những cái chuẩn nhất để có thể từ đó chúng ta kiểm soát được cái chất lượng để đạt kết quả cao nhất đối với cả nhóm kiểm toán, đối với cả cuộc kiểm toán và cả công ty kiểm toán luôn nhá. Thì đây người ta sẽ chia ra làm hai cái. Cái thứ nhất là chúng ta kiểm soát chất lượng của cái cuộc kiểm toán này. Và cái thứ hai là anh kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán với tất cả các cái hoạt động kiểm toán của anh là gì. Thế thì ở trong một cuộc kiểm toán các bạn lưu ý này. Bây giờ cô sẽ đưa cho các bạn xem các bạn một cái lộ trình là khi các bạn vào làm kiểm toán thì các bạn như thế nào nhá. Đó. Đầu tiên là các bạn sẽ làm thực tập đúng không ạ? Đó. Thì sau khi các bạn làm thực tập xong thì các bạn sẽ lên một cái gọi là staff. Đó. Staff tức là các bạn lên nhân viên chính thức rồi. Thực ra thì ở trong các cái công ty thì cô cũng không rõ là công ty kiểm toán họ sẽ có gọi cái tên gọi nào khác không, chứ còn ở khi mà các bạn đi làm nó vẫn là gọi những cái từ này là intern, là staff. Thì các bạn sẽ là năm nhất các bạn staff 1, staff 1 đúng không? Sau đó các bạn nhân lên được cả staff 2. Thì sau 2 năm cống hiến rồi và anh thấy rằng anh ok rồi, có thể ở công ty local firm thì các bạn sẽ thăng tiến nhanh hơn nhé. Thì các bạn sẽ lên senior là trưởng nhóm. 1 2 3 3 năm. Có anh làm senior 3 của 7 năm. Không lên được manager luôn. Trường nhóm mắt kém quá, viết nhầm hình kiểm toán rồi. Sau đó là các bạn lên trợ lý của manager nhá, là assistant manager đúng không, rồi các bạn mới đến là manager. Cái này hình như là cũng 1, 2, 3 xong mới đến senior manager thì phải. Không nhớ lắm. Đó. Sau senior manager xong thì anh đến director. Và cái ông này đến là ông partner. Đó, cái này thì đây là một cái lộ trình khoảng độ khoảng mười mấy năm, mười chục năm là các bạn lên được cái vị trí cao nhất nếu các bạn thực sự xuất sắc. Được chưa? Thế thì trong một nhóm kiểm toán nha, trong một nhóm kiểm toán này, nhóm kiểm toán, anh sẽ bao gồm một cái ông partner này. Đấy, và người ta gọi là thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể của kiểm toán, rất là dài dòng. Rất là sợ luôn. Phụ trách tổng thể của kiểm toán. Đúng chưa? Sau đó sẽ thêm một cái thành viên là một cái ông manager hoặc là ông senior manager, tóm lại thế. Sau đó là đến trưởng nhóm là senior. Trưởng nhóm nha. Sau đó bắt đầu staff. 1, 2. Sau đó là đến ông intern là các bạn. À. Thế thì ở đây để các bạn hiểu này, cái người mà chịu trách nhiệm cho chất lượng của cuộc kiểm toán, toàn bộ chịu trách nhiệm
toàn bộ cái chất lượng của kiểm toán này thì người phụ trách và chịu trách nhiệm chung là cái ông thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể của kiểm toán. Tí nữa ấy, thì cô sẽ viết tắt cái này thôi, cô sẽ không viết là quá dài đó. Đấy. Thế thì nó sẽ có những cái chung chung như sau để cô giải thích cho các bạn để các bạn hiểu, tí nữa cô sẽ nốt. Đầu tiên là anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc là các thành viên trong nhóm kiểm toán có tuân thủ chuẩn mực và các cái đạo đức nghề nghiệp có liên quan không, trong đó quan trọng nhất là tính độc lập. Thế thì làm thế nào? Tóm lại là cứ thấy nghi nghi thằng nào quan sát thôi, đúng không? Đã lên đến cái chức vụ cao như này, đặc biệt là trong công ty kiểm toán thì không thằng nào có thể qua mắt được. Đặc biệt là những người này thì nói thật là vợ với chồng không thể lừa dối được cái gì họ rồi, đúng không ạ? Đầu tiên là quan sát. Thế anh ta mà ví dụ thấy một thằng nhân viên nó thân thiết với khách hàng, đúng không ạ? Thỉnh thoảng nó nháy nháy mắt nhau, ví dụ như thế. Thì đấy là biểu hiện của cái việc là nó có quen biết nhau rồi, nó có quen biết nhau. Chúng ta có thể quan sát. Hoặc là nếu như quan sát mà vẫn chưa chắc chắn thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm, tức là tìm hiểu một cách có chủ đích, và tìm hiểu thêm rằng là có vấn đề gì mà để dẫn tới cái trường hợp là vi phạm chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp hay không nhá. Đó. Thế cái thứ hai mà cái ông thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể của kiểm toán này ấy, mà ông ý cần phải để ý đó là cái việc chấp nhận hay duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng kiểm toán. Thì cái việc chấp nhận và duy trì này nó là gì? Nó rất rất nhiều trường hợp đối với khách hàng mới và đối với khách hàng cũ. Thì theo các bạn nhé, các bạn trả lời cô. Khách hàng mới thì ông ta sẽ đưa ra quyết định là chấp nhận hay không chấp nhận hay thì phụ thuộc vào các yếu tố nào? Các bạn chỉ ví dụ thôi. Các yếu tố nào? Một khách hàng mới. Anh nhìn một khách hàng mới mà thấy nó có rủi ro là gì? Các bạn. Một cái khách hàng mới nhá. Một khách hàng mới và chúng ta có chấp nhận hợp đồng kiểm toán hay không thì phụ thuộc vào các yếu tố nào? Ví dụ, Đức nào, thử cho cô mà. Được cô, ví dụ như phụ thuộc vào yếu tố đặc thù kinh doanh của cái công ty đấy ạ. Ví dụ đặc thù kinh doanh của công ty là vào lĩnh vực như kiểu ngân hàng và chứng khoán thì sẽ mang lại nhiều rủi ro ấy. Thì nếu mà ban thành viên của ban giám đốc cái vị trí là partner này mà người ta không có nhiều kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đấy ấy, thì người ta sẽ lưỡng lự trước việc ký hợp Ok đồng ok đấy ạ. rồi. Bạn Đức bạn nói cũng có ý đúng nhá. Cái này là liên quan đến, thực ra cái này nó sẽ liên quan đến năng lực chuyên môn và khả năng của nhóm kiểm toán có thể thực hiện được cuộc kiểm toán hay không. Và nó liên quan đến đây là lĩnh vực đặc thù thì có thể rằng là nó rủi ro hơn, bởi vì là cái lĩnh vực đặc thù đấy thì cần thiết phải kiểm toán có chuyên môn rất là chuyên sâu về cái lĩnh vực đó. Thế tuy nhiên là nếu như anh nhận thấy rằng là nhóm của anh không thể thực hiện được, hoặc là các kiểm toán viên trong công ty không có kiểm toán nào mà có thể đáp ứng để kiểm toán được các cái doanh nghiệp đấy, thì anh quyết định là không chấp nhận. Còn nếu có chấp nhận thì nó cũng có rủi ro cao hơn, nên anh phải phân công những cái thành viên nhóm kiểm toán có làm sao ạ, năng lực chuyên môn tốt hơn đó. Bạn Đức bạn cũng nói một số vấn đề đúng. Cái vấn đề thứ hai đó là tính chính trực, tức là khi mà các bạn tính chính trực của cái ban giám đốc hoặc nhà quản trị, tóm lại là ban quản lý của công ty, một cái đơn vị được kiểm toán ấy, cái đơn vị mà muốn chúng ta kiểm toán ấy. Nếu như bạn thấy rằng là có những cái thông tin nào đấy cho thấy rằng là họ ví dụ gian lận, họ không chính chức, hoặc họ đã là những cái tội phạm tài chính rồi, bắt đầu họ ra tù, bắt đầu bây giờ đây họ lại đi làm, họ lại mở công ty mới, ví dụ như thế, thì cái khả năng rủi ro cho công ty là rất cao, cho nên họ sẽ quyết định cân nhắc xem là chúng ta có ký hợp đồng đấy hay không nhá. Cái thứ ba nữa là nó sẽ liên quan đến khả năng của doanh nghiệp kiểm toán hoặc là kiểm toán viên có thể tuân thủ được cái chuẩn mực kiểm toán hoặc đạo đức nghề nghiệp không. Ví dụ như là anh thấy rằng là cái ông đấy lại có mối quan hệ mật thiết đối với lãnh đạo của doanh nghiệp kiểm toán chẳng hạn. Đấy, lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp kiểm toán, và thấy rằng khả năng là các nhân viên hoặc là khả năng là lúc kiểm toán thì chúng ta sẽ không thể tuân thủ được tính độc lập hay khách quan. Nó sẽ quyết định là chúng ta có chấp nhận hợp đồng không nhá. Và cuối cùng thì đến là khách hàng, không phải là khách hàng mới mà là khách hàng cũ.
Thế thì khách hàng cũ chúng ta lại phải cân nhắc những cái yếu tố của những cái cuộc kiểm toán năm trước nó ảnh hưởng như thế nào. Cái vấn đề rõ nhất ở đây là gì ạ? Phí kiểm toán. Nếu như họ chưa thanh toán phí kiểm toán năm trước, cân nhắc xem, đúng không ạ? Còn nếu như mà họ đã thanh toán phí kiểm toán rồi thì ok, không có vấn đề gì xảy ra. Hoặc là những năm trước anh đang mâu thuẫn tột cùng với cả khách hàng rồi thì năm nay cũng phải xem xét cái việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán hay không. Thì đấy là toàn bộ cái vấn đề liên quan đến việc chấp nhận và duy trì cũng như là khách hàng hoặc là hợp đồng kiểm toán. Thế thì sau khi mà chấp nhận hay duy trì hợp đồng kiểm toán xong sẽ đến một cái nữa, đó là anh sẽ phân công nhóm kiểm toán. Phân công thì có một vấn đề như thế này, anh sẽ phải đảm bảo rằng anh phân công tất cả đều có năng lực để có thể thực hiện được kiểm toán của chúng ta. Đó. Thế còn nếu như kiểm toán viên mà không thể thực hiện được thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái vấn đề là thuê chuyên gia bên ngoài. Thì kể cả thuê chuyên gia bên ngoài, cái ông này thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể của kiểm toán này, ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc là thuê chuyên gia bên ngoài có đủ năng lực để thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực và theo thời gian đã định nhá. Đấy. Thế cái việc tiếp theo nữa là trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán thì ông ta sẽ phải làm sao ạ? Luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn giám sát, đúng không ạ? Và thực hiện cuộc kiểm toán, tức là trong quá trình kiểm toán như thế thì tất cả các thành viên nếu khi gặp vấn đề gì, bởi vì ấy không phải tất cả đều có trong những cái hướng dẫn đâu, mà trên thực tế nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề và anh có thể hỏi partner, đúng không? Như các bạn intern thì các bạn sẽ hỏi trưởng nhóm sẽ hỏi manager, manager sẽ hỏi lên đến cái ông partner là thành viên ban giám đốc phụ trách tổng thể của kiểm toán này. Đấy, tức là ông ta sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, đồng thời là ông ta giám sát. Thế giám sát như thế nào? Giám sát nhiều cách lắm. Ông ta đến đây, ông ta ngồi một ngày đó nào đó, hoặc ông ta đến đến từ tổ chức một cái cuộc họp để ông ta hỏi, hoặc là thông qua cái giấy tờ làm việc mà kiểm toán viên đã gửi cho ông ta hàng ngày để ông ta xem, ví dụ như thế nhá. Thế còn cái một cái tiếp theo nữa là cái chịu trách nhiệm soát xét. Một cái chịu trách nhiệm soát xét có nghĩa là, để cô đủ quay lại slide cho các bạn dễ nhìn. Một cái soát xét có nghĩa là khi mà tất cả cuộc kiểm toán đã thực hiện xong thì tại ngày lập báo cáo tài chính hoặc trước ngày lập báo cáo tài chính thì ông ta sẽ tổ chức một cuộc họp và trao đổi với các thành viên, và để ông ta nắm được những cái bằng chứng thu thập được, là ông ta chắc chắn được rằng nó đã thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho cái ý kiến báo cáo kiểm toán đó, đúng không ạ? Sau đó ông ta mới họp với khách hàng. Thế là cách thứ nhất. Còn một cái thứ hai nữa mà ông ta cũng cần phải thực hiện, đó là ông ta kiểm tra soát xét rà soát lại toàn bộ hồ sơ kiểm toán luôn. Thế anh phải gửi giấy tờ làm việc của kiểm toán viên cho cái ông đấy, đúng không ạ? Và ông ta xem. Đấy. Thế thì ngoài ra là đối với một số các cái lĩnh vực cụ thể mà chúng ta không có nguồn lực, kiểm toán viên không có nguồn lực, ví dụ như công nghệ thông tin. Bây giờ tự nhiên khách hàng sử dụng một cái hệ thống EPA, mà hệ thống PA nhiều lúc nó chạy ra những cái bút toán không ai có thể hiểu được, kể cả kế toán trưởng không thể hiểu được. Hoặc là ví dụ như là ông ta đúng rồi, hoặc là ví dụ như cái hệ thống công nghệ thông tin này bây giờ làm nào chúng ta tin được rằng là vậy thì toàn bộ những cái sổ sách, những cái chứng từ mà chiết xuất ra là đáng tin cậy. Chúng ta lại phải nhờ một cái chuyên gia tư vấn khác, đúng không ạ? Lại phải nhờ một chuyên gia tư vấn khác, một cái bộ phận ở trong doanh nghiệp kiểm toán nó cũng có rồi, những bộ phận công nghệ thông tin, một bộ phận khác. Đấy. Thế và cuối cùng là soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán. Thì lúc này không phải do ông ấy nữa. Mày không phải do ông ấy nữa. Bởi vì nếu như soát xét thì anh sẽ dẫn tới cái nguy cơ tự kiểm tra và những gì mà anh đã làm. Thế nên phải do một người khác độc lập với nhóm kiểm toán này thực hiện. Và người khác ở đây là thành viên ban giám đốc nhưng không phụ trách tổng thể của kiểm toán. Sẽ phải có chữ ký của ông đấy, chứng minh rằng ông ta đã soát xét. Ở trong các cái doanh nghiệp người ta gọi đấy là EQCA, tức là Enjoyment Quality Control Review. Là soát xét cái kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán và do một thành viên khác, có thể là thành viên ban giám đốc nhưng cũng có thể là thành viên bên ngoài, nhưng miễn là có đủ năng lực, đủ kinh nghiệm và không phải là thành viên của cuộc kiểm toán, và ông ta soát xét lại để đảm bảo là chất lượng của kiểm toán đảm bảo. Thì đấy là cuộc kiểm toán nhá, cuộc kiểm toán. Còn cái giám sát ở đây là nói đến toàn bộ hệ thống kiểm soát chất lượng. Thì cái này không thể kiểm tra toàn bộ được, cho nên nó sẽ được thực hiện một cách định kỳ.
Đấy, ví dụ các công ty global thì là các công ty mẹ họ sẽ định kỳ sẽ có đoàn, hoặc là họ sẽ yêu cầu là họ sẽ bốc thăm một số các cái hồ sơ kiểm toán và anh gửi ra toàn bộ để họ review. Thì đấy là định kỳ sẽ kiểm tra một số các hợp đồng cung cấp dịch vụ để đảm bảo là hệ thống kiểm soát chất lượng là hữu hiệu. Đấy là toàn bộ những nội dung của kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Cái gì đấy nhỉ? Mắt ta thì đã mờ. Đứa đang chat cái gì đấy? Vâng. Mời. Đi tiêm đi ạ. Giờ này mới tiêm mũi 3. Đứa nào mà ngày hôm nay tiêm mũi 3 trong tiêm Moderna, bởi vì mới về lô Moderna đấy. Tiêm nha. À, cái toàn bộ cái này ấy, thì nhẽ ra là lúc vừa giảng cô sẽ vừa nốt cho các bạn những K1, cô vừa nốt rồi, bây giờ cô mệt lắm nên tí nữa cô sẽ copy nguyên của cái K1 cô vừa đánh typing ra, sau đó là các bạn sẽ chép hoặc các bạn nốt vào. Bây giờ thì các bạn cái phần sự cần thiết kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán này nó cũng không có trong slide đâu. Tóm lại là nó phải có để đảm bảo rằng là cung cấp cho kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán sự đảm bảo hợp lý là của kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán được phát hành là phù hợp. Đấy, các bạn nốt cái phần này vào đi, và cái phần kia thì chờ cô một tí nhé. Ăn gì ăn gì chọn đi. Ok các bạn nhé, bây giờ các bạn nốt nốt tiếp phần này. Chờ tí nó mở cái kia ra, ngại typing lại lắm nên là thử tiếp ra rồi hơi lười.